mọi mơ. Ôi nỗi sầu đau chất ngấm như một ngày. Lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những điều riêng gần như hơi thở, đôi ta cô đơn, đôi ta đơn chờ. Có những niềm riêng một đời sâu kín, như sóng như sèo đã cho về khơi. Có những niềm riêng một đời cấm nín, nên khi xuôi tay có chút ngọt ngùi. Có những niềm riêng một đời cấm nín, nên khi xuôi tay có chút ngọt ngùi. Từ trước 15 cho đến sau 15 cũng được biết hết. Tại vì mẹ là Vương là một người rất đặc biệt trong thế giới văn nghệ sĩ từ trước 15 đến nay. Bài hát sau đây là câu chuyện có thật. Cách đây mấy chục năm, khoảng 5-6 chục năm về trước, có một nữ ca sĩ, nữ tên là Minh Hiếu, rất là đẹp người mà hát cũng hay và được lòng giới văn nghệ sĩ, giới quan chức ở thời điểm đó rất là nhiều. Ông Nhật Trường là ông Trần Vĩnh Thanh đấy, em là yêu cô ta và cô ta cũng đáp lại. Nhưng mà xui cho một trường là sếp của một trường cũng yêu cô này luôn. Và ông ký một tờ giấy cho một trường đi công tác xa này, đi lên thuê cô để đánh xa cô này ra. Ông một trường sợ quá mới đem cô một yếu gửi đi chú Lan Phương để dẫn là lãnh đạo chạy trốn. Hai người đó ra ngoài đó trốn xin lưu hôn luôn. Và họ viết một cái bài chuyển tình. Và ở trong đó có gài một cái câu: ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Thật ra ngày chính là nhật, dài chính là trường. Người ta đã chơi chữ để dấu tiếp lên cái người lãnh đạo của người đó, ngày trường sẽ làm mình nhớ thêm và chuyện tình đó. Chúng tôi đã nhớ thêm. Lạnh xa âu phiền đắng cay trần gian.
xa. Đời anh sẽ đẹp như cô, ngày sáng sẽ làm mình nhớ em. Biển xanh cát trắng sau hòa nhìn ai ân, không còn những chiều vương vấn. Đời anh sẽ đến vì